Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, lại một âm ly video nữa được test cho một bác khách là anh Hải. Vâng, anh ở cầu Giang, Hải Phòng. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh đặt cho mình một cái âm ly video 9702. Đây là dòng âm ly là siêu dị và công suất thì siêu khủng. Vâng, thì đây là sản phẩm mà của anh Hải đi ạ. Vâng, bên em vừa bỏ thùng ra, bên em test. Đây là sản phẩm đập hộp mới 100%. Em chỉ là người bóc ra tay anh Hải để kiểm tra. Vâng, chiếc đen thay mặt công ty Zika đưa cảm ơn anh Hải nhé. Vâng, trước mặt anh Hải đây ạ, âm ly Vinido mã là DS9702, nó thuộc dòng KP930. Với dòng này thì rất là nhiều bác săn lùng trên thị trường mà hầu như là không có hàng và rất ít cơ sở bán, hầu như là không có đâu ạ. Vâng, Zika Audio rất là vinh hạnh được là đại diện của cái thương hiệu video tại Việt Nam. Đây là dòng âm ly siêu dị và siêu công suất siêu khủng tại Zika Audio cung cấp. Và rất nhiều bác đã đặt hàng mà bên em cách đây mấy tháng là không có hàng về, và bây giờ bên em về và đăng lên thì có anh Hải ở Hải Phòng, anh đã sở hữu cho mình. Và cái gian hàng này bên em cũng về không được nhiều đâu ạ. Và còn rất là ít các bác nào muốn sở hữu một cái âm ly siêu dị siêu khủng tại Zika Audio, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio, bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác. Và thì em đang đánh một đôi la full JBL mã là 6012 ạ, công suất mới dùng có một chút xíu thôi ạ. Vâng, cái này anh Hải anh sở hữu có thể đánh được 2 đô la full. Và bên em sẽ tặng anh kèm dây jack kết nối, jack new trick và những jack 3.5 tín hiệu đầu vào cho âm ly. Và đặc biệt cái dòng này có thể tích hợp cả Bluetooth và đọc thẻ nhớ và USB, rất là tiện lợi được thời đại công nghệ số, tín hiệu không dây. Và sản phẩm này bên em đều dán tem bảo hành công ty Zika Audio phía sau anh nhé, bảo hành 1 năm cho anh sản phẩm này và một đổi một trong tháng đầu nếu bị lỗi. Rất là hay, rất tí tách. Và đặc biệt cái dòng này nó được tích hợp cái equalizer chỉnh nhà rất là chi tiết mà rất ít dòng âm ly có. Đấy là cái nổi trội của cái dòng âm ly video 9702. Và có 6 đường line mic. Và có 2 hình thức chỉnh nhạc equalizer và những cái lốm ba lăng là bass trung chết cơ bản phía bên tay trái đấy ạ. Và đây có 2 cần gạt của volume và 1 cái volume tổng master đấy ạ. Và cái dòng này thì vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc sàn, nhạc bolero thì cực kỳ là tuyệt vời. Rất là hay, tiếng rất là sạch. Nói chung nó được xử lý những cái con chip số rất hiện đại. Công suất thì 1200W, rất là khỏe, đây lại quảng cáo ạ. Vâng, em chỉ nhờ nhạc không lời thôi để các bác phân biệt được nhạc nó sạch hay không ạ. Còn nhạc remix, DJ thì hầu như là tạm âm rất nhiều. Đấy, các bác khó phát hiện ra được là sạch hay không. Vâng, nhạc không lời mới là nhạc chuẩn. Vâng, anh Hải nhá, hiện tại cái âm ly video 9702 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra trên nhân viên hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Hải và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào anh Hải và hẹn gặp lại.